tao không đưa thì sao? Thì mày đừng hòng qua lối này. Vậy thì tao đi lối khác. Đuổi theo. Hey. Chạy đâu cho thoát. Chủ quán rồi. Hả? Đưa cho ghế VIP. Ghế VIP của ta đâu rồi? Hey, chỗ này chỉ dành cho dân có số má. Mày đâu ơi? Sao? Trời mệt ngồi. Ghế thường ngày của anh đâu? Mày ra nào? Nói ít thôi. Gió. Mày biết tao là ai không? Mày có mang hàng theo không? Hàng thì bố mày không thiếu, chủ yếu mày có tiền hay không? Tiền thì bố mày không có. Nhưng mình muốn có hàng. Tớ ở đây mà lấy. Lên đây. Hôm nay là trận thi đấu, đội nào thua sẽ trả tiền mì cay. Một mình Sơn, một mình Sơn chấp 3 thằng nha các bạn. Sơn để thao chấp pháp sư Thành Duyên Tằng luôn. Ok. Vậy Sơn thua là Sơn chung hết hả? Chứ sao? Sơn tự tin mà. Rồi solo trận đấu FIFA nha. Đây là nhân vật của anh Sơn nè. Đó. Rồi tạo phòng gì vô phòng đi. Lật. Chê tên. Lật. Không lật. Lần sau chơi sao thì giao luôn nha. Sao không bơm máu phải không? Không máu. Được không Sơn? Vừa rồi cầm ba mà. Cầm ba cái xe keo. Rồi sao quyết định đi. Không bơm máu. Không xài keo. Tức là ba thằng không bơm máu. Rồi cho xài keo. Không bơm máu, không xài skill. Không cứu. Không cứu luôn. Tức là chỉ bắn con trai vậy thôi, còn Sơn là được toàn quyền luôn nha các bạn. Ok. Vô kèo nha. Luôn thì có ba thằng Adam. Ừ ha. Đây đang load vô game nha các bạn. Rồi, lẹ, khắc lẹ. Đừng đâu lúc bạn. Khắc. Ui chết rồi. Một mình Sơn chấp ba thằng. Một mình ba thằng. Lục bạc á. Quả chị Vĩnh giao diện. Ai nhắn. Tấn tàu quá. Sơn bắn hay quá, có xây đai rồi. Cú đi. Chú là thua luôn á. Tụi tôi. Sơn còn biết máu rồi, Sơn còn biết máu rồi. Đang làm cái gì? Mẹ, chị Vĩnh giao diện. Đặt cái tròn chỉnh đi. Cái tròn chỉnh lẹ đi.
cũ là thua luôn á. Tem của pháp sư với thành với tăng thắng sơn.